Rồi nha. Tập lực cho vai nha. Rồi, bật lên handstand co gối nè. Hai dùng bước mình bật lên đúng không? Rồi đang ép cái vai vô trong tường. Bây giờ này nha. Mình chờ một người tới, cứ dùng lực vô vai giống như cái bài hồi sáng vậy đó. Đó, cái chân nó nhẹ nè, thấy không? Chân nó nhẹ, rồi xuống chân nhẹ, tiếp tục bật lên. Rồi, chờ tới, hít vô nè, đặt chân xuống mới thở ra. Rồi tiếp tục. Mỗi hiệp mình làm 7 lần. Đó cho vai nó khỏe lên. Rồi sau cái đó mình quen rồi đó thì mình mới qua cái nặng hơn. Cái nhẹ nhất đó là co gối vô, cái nặng hơn á là tách chân ra nhưng mà thẳng đầu gối nó xuống nhẹ nè. Nó tiếp tục bật lên. Rồi. Nó dồn lực vô vai chân nhẹ là hạ chân xuống. Đó. Rồi cái nặng nhất là cái khép chân vô. Cái nặng nhất là cái khép chân. Nha, đó chờ đó. Xuống nhẹ. Tiếp tục. Lên hít vô nè, chờ tới hít vô. Đó, thấy không? Rồi xuống nhẹ. Đó, sau này mình quen rồi đó. Mình rút lên. Đó, cũng như vậy thôi. Rồi, cũng như vậy. Nó xuống nhẹ. Rồi xuống nhẹ. Nó sau này mình sẽ xuống nhẹ. Và mình sẽ khỏe lên. Rồi chị vô chứ. Rồi, bật lên lại bật lên luôn. Bật lên con gối. Rồi, chị nói rồi. Rồi, chờ vai tới, bỏ vai tới. Dùng hết lực vô vai chân nó nhẹ co xuống nhẹ. Đúng là xuống nhẹ vậy á. Phải xuống nhẹ vậy. Càng nhẹ lực càng lên. Tiếp tục. Rồi. Rồi, thử rồi. Chờ tới, đúng rồi. Rồi thử cái thẳng đầu gối ra sao. Chị nào mà thấy cái tách chân theo cái thẳng đầu gối mà nó nặng thì cứ làm co gối thôi. Chân thấp xuống nữa, chân thấp xuống 90 độ. Ghe lòi luôn rồi. Rồi, chờ vai tới. Chờ vai tới nhón mũi chân ra. Chờ vai tới hết mất luôn. Rồi chân nhẹ xuống, đúng rồi. Ok. Co gối chứ, đúng rồi. Co. Rồi, rồi. Rồi thử khép chân ra sau. Chân thấp xuống xíu nữa. Ừ, rồi ok bây giờ chị cứ thẳng chân làm thêm 5 lần nữa. 5 lần thẳng chân luôn nha. Cho nó lên được nhanh luôn. Rồi bật lên, bật lên chân, đúng rồi. Rồi nhóc. Chưa phải dồn lực vô vai trước đây. Giờ trước giờ nhiều vô vai, chân nó nhẹ xuống. Đó. Khoan hạ xuống đây nha. Rồi dồn vô vai trước đây, chờ vai tới. Nhẹ hơn nữa ráng xuống, xuống làm sao không nghe tiếng động luôn á. Xuống nhẹ giống như là con mèo đá vậy á. Rồi chồm tới nhóm mũi chân ra chồm tới đúng rồi hai lần nữa cố lên hai lần nữa ráng lên hai lần nữa thôi cổ tới đúng rồi một lần nữa cố lên một lần nữa chồm nhiều tới nha chồm đánh cái vai cái nặng nhất rồi ok tốt rồi ok ra đây bật lên rồi dồn lực vô vai đổ vô vai trước rồi đã co gối trước đi ok tốt do chị khép chân lên bật lên thẳng đầu gối lên chữ E là được luôn thẳng đầu gối ra luôn thẳng đầu gối ra chữ thẳng đầu gối ra rồi nhón mũi chân ra rồi dồn mình vô vai đổ vai tới đổ người tới đúng rồi tiếp tục khép chân luôn rồi mấy này vai khỏe lên nhanh lắm khép chân mình ra hai cái chân trước nè hả thẳng đầu gối ra rồi, nhưng mà khép chân thì đừng có tóc nữa. Bây giờ là không tóc. Rồi, có tóc. Chị thấy nặng hơn chị tóc nha. Nặng rồi. Tóc là nhẹ hơn. Không phải nhảy xuống. Đổ vô vai đó rồi nhảy xuống. Chị co gối trước đi. Co gối trước. Ừ, thấp vào dưới đây thôi. Rồi đổi. Rồi chờ cái vai tới. Đúng rồi, dùng lực cho vai chân nhẹ nó xuống. Đó, xuống nhẹ đó. Đúng rồi, tiếp tục. Nhẹ lên. Tiếp tục thêm 3 lần nữa. Dòm tới. Từ thôi còn có nhiều hơn nữa chân xuống càng nhẹ càng tốt khép hai đầu gối vô rồi chồm tới cứ chồm tới nhiều đi xuống nhanh quá hai lần nữa cố lên đáng lên đổ tới chân ra ép vai vô nè nhớ mũi chân ra rồi giữ lâu hết có thể luôn giữ lâu hết có thể sau này quen là nhấc chân ra khỏi tường giữ cái lần này đó nha cái vai phải xô tới luôn rồi này vai nó vừa xuống tới nó vừa ép vô nó hơi khó chỗ đó nó khó ở chỗ đó nó sau này quen làm ở ngoài cũng vậy nó khó nó hơi xô tới mà vừa xô tới vừa ép vô nó nặng đúng không nặng đó là cái nặng nhất của handstand kiểu nặng nhất của handstand đó biến thể handstand nặng nhất đó nha rồi vô rồi,
chân thấp xuống nữa. Rồi ghép hai chân vô, rồi đúng rồi. Rồi ráng chống bằng cái ngón cái nha. Rồi đẩy mông ra, cái này cứ đẩy mông ra nhiều lên, đẩy mông ra ép vai vô đó, chống bằng cái ngón cái thôi, từ từ nó nhẹ mình nhấp ra, từ ráng nhấp ra được thì nhấp ra, đúng rồi, nhấp ra trả về, đúng rồi, giữ, đúng rồi, giữ giữ. Rồi có chống bằng cái ngón cái này. Mình cứ đẩy mông tới ép vai vô, ép vai 10 giây đó. Quay à, chưa mới quay nè. Đứng lên, cho được vai nó khỏe lên. Chưa quay. Rồi, nó mũi chân ra. Nó mũi chân ra giữ. Giữ, ok. Siêu nặng luôn á. Rồi, nhóm chân ra. Ép vai vô, đừng có chờn vai, cái này không phải chờn vai đâu. Cái này phải ép vai vô trong, rồi mới tròn vai. À, không, mình nào? Nó nhẹ, còn cái này xô vai ra nó nặng. Ừ, khi nào mà muốn xuống thì mới xô vai. Còn cái này mình giữ rồi đó, ép vai vô nó nhẹ. Đúng rồi, đúng rồi. Vừa đẩy mông vừa ép vai, chính xác. Đó, cái mông cái... Là mở ngực ra đó, mở ngực ra. Ừ, đúng rồi. Rồi, nhóm cái chân ra chậm. Rồi, ok. Rồi, tốt. Rồi. Nghe vô lại nghe. Nó nè, chị lấy cái chân chị đo ra, lấy cái chân chị đo được ra đó, chính xác, giữ, đốn chữ tiếp, giữ tiếp luôn, cảm nhận tư thế, giữ tốt, đúng rồi, tốt, chính xác, tốt, rồi thôi, vừa đẩy mông vừa ép vai vô luôn, đúng rồi, chân nắp xuống xíu, rồi ok, rồi nhóm chân ra.